声声战鼓响，勇赴国难闯四方，热血满腔。Người có phải là thủ hạ của Kim Sài Dương hay không? Nói mau. Đi phải thì sao? Người chết đi. Trình bang chủ, Trình bang chủ, Trình bang chủ, thế nào? Trình bang chủ, người đâu? Người đâu? Có đợi chút chưa? Chắc đỡ nhiều rồi. Nè, hãy coi, đã bị trúng độc gì? Băng điềm đã biến thành màu đen hết. Loại độc này cũng đáng sợ. Hai mẹ con ăn mày đó thật ra là người nào? Nhưng cha, xem ra giữa bọn họ có điều bất đồng. Hôm nay tại ngoại môn cấm thành, bọn họ đánh Trình Thanh Trúc bị thương. Dương gia ngài nghĩ sao? Vậy thì cũng tốt. Để cho họ giao đấu thử sức với nhau. Việc bổn vương đã yến tiệc, ta nghĩ cứ tạm thời trì hoãn lại. Dương gia cao minh. Hết chuyện rồi, ra ngoài. Dạ. Cũng là nhờ của băng điểm này. Thì bởi vậy, nếu không thì băng chủ chết chắc. Băng chủ uống thuốc. Làm phiền Thanh Thanh cô nương. Mau uống thuốc. Trình băng chủ, người có gây hấn gì với lão ăn mày đó hay không? Ta chưa từng gặp qua người này. Vì cứ thế nào để nhận lầm người? Chắc là không. Lúc giao đấu với nhau, mụ ấy đã nhìn rõ mặt của ta mà vẫn ra tay hạ độc thủ. Bà hỏi ông nhà Kim Sài Duyên
Tại hạ nghĩ họ đến vì tại hạ. Không biết ngón tay của bà ấy đang ngâm qua thuốc gì, độc tính đáng sợ quá. Bà nhất định có đeo bao tay sắt. Nếu như không, độc tính dễ sợ như vậy, bà làm sao mà chịu nổi. Cũng mời, bà cũng bị trúng thanh thuốc tiêu. Trình ban chủ, yên tâm nghỉ ngơi, chúng tôi ra ngoài thám thính. Nếu có tin tức gì, chúng tôi nhất định trả thù cho ông. Mọi người nghe đây, nghe đây. Đám người này là gia quyến của quan sai Tần Thiên Bảo. Ngân lượng của hộ bộ bị đánh cắp. Hoàng thượng phẫn nộ, hạ chỉ lệnh cho hộ bộ nha môn cùng với ngũ hành binh mã sư tức tốc phá án. Nếu trong một tháng không phá được án sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Việc ngân khố bị đánh cắp cho tới bây giờ vẫn không có manh mối gì. Hôm nay lại mất thêm 2.000 lượng bạc. Ngân khố tiếp tục như vậy, ta và các quân đệ chỉ còn con đường chết thôi. Tội nghiệp cho gia quyến các quân đệ ta bị liên lụy một cách vô tội, bị bắt giam vào ngục. An huynh, chúng ta có giao tình nhiều năm nên ta không ngần ngại tới tận cửa để cầu xin an huynh giúp đỡ giúp ta. Xin an huynh đừng từ chối. Cho dù an huynh không đếm xỉa gì đến lão già như ta, xin an huynh hãy niệm tình các huynh đệ của chúng ta đang làm nha sai trong nhà môn, ra tay giúp đỡ giùm cho. Nói thiệt, dạo trước lúc đi xa vì công việc đã phạm lầm lỡ, cho nên bị phạt rất lớn hưởng. Bây giờ còn đang mang tội trên người. Thật ra những nha sai thấp chức như chúng ta chỉ biết phục mệnh hành sự, tận tâm tận sức mà thôi. Đừng quên, ta chỉ có thể nói một câu, ráng hết sức của mình. Đa tạ, ta xin thay mặt các quân đệ đa tạ an quân đã trượng nghĩa ra tay tương trợ. Cáo từ. Đạo tặc to gan, không cúi đầu chịu trói. Dạ. Biết mắc cỡ, người lớn như vậy mà rủ theo đánh mấy đứa cuồng nít, dám cản trở cả mấy việc phá án. Không muốn chết thì mau tránh ra. Đừng có lấy cả mấy việc ra để hù ta. Muốn ta tránh ra thì hỏi sức tiêu của ta có nhận lời hay không. Thank you.
Có được. Tránh ra, nè, có thấy đứa nhỏ không đây? Không thấy. Nè, 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 thấy đứa nhỏ hay không? Được rồi. Dạ, không thấy. Thấy không? Không thấy. Tránh ra. Báo cáo bộ đầu, không thấy ai khả nghi. Báo cáo bộ đầu, cũng không thấy ai khả nghi. Hãy dạ qua tiệm bán thuốc, xét trực kỹ coi, có ai đáng khả nghi không? Dạ. Thằng nhóc này đi mà cũng không chịu coi chừng. Cút đi. Đứng lại. Kìa cái gì? Bất hắn để làm gì? Thằng nhỏ mặc áo xanh khi nãy chạy tới tìm thuốc để mua thuốc, hình như có liên